Xúc miệng sáng giờ mà còn mùi xà phòng nè. Ủa mà sao tụi nó kiếm bà hoài vậy? Ai mà biết tụi nó, lần nào cũng có kêu nhà vệ sinh đánh hết trơn à. Giờ sao Tiểu Yến? Tiểu Yến? Hả? Gì? Chuyện con Châu đánh nó kìa. Tôi nói là tôi xúc miệng rồi mà vẫn còn mùi xà phòng, không dám mở miệng nói chuyện luôn nè. Thì à... Nói gì vậy? Gì đâu? Học bài tiếp đi. Đưa tôi cái... Yeah! Trả lại đây cho ta! Yeah! Wow! Nó có hình trái luôn anh ơi! Hèn gì miệng nước miếng nó chảy rút ra rút ra. Yeah! Các em thật là hư hỏng. Đã ngồi trên ghế nhà trường rồi còn không biết trân trọng gì hết. Ăn no rồi tối ngày đánh nhau, không lo học gì hết. Cái nết này là giống thiệu chuẩn lắm nha. Bọn này con ghê thiệu chuẩn đúng không? Gì lắm. Hèn chen mẫn nó ghét ông phải rồi. Thôi bà ơi, tôi mà là con của ông á, ông chửi tôi không ngóc đầu lên nổi luôn á. Mình nói mới nhớ. Hồi sáng nay cô Thùy Linh có gọi hỏi thăm Minh Mẫn. Thì con của thầy hiệu trưởng, giáo viên nào chẳng muốn hỏi thăm. Chắc là cô bị la nhiều lắm nên cô mới vậy thôi. Để tôi gọi cho Minh Mẫn sao. Điện thoại tôi đâu có tiêu. Nè, lấy nặng gọi đi. Nè. Alo. Mẫn hả? Ông đang ở đâu mà ồn quá vậy? Hả? Hai, ba, go! Hiếu, sao Mẫn nó như vậy? Sao ông còn đưa nó vào đây? À, đúng rồi á. Ở đây ồn quá, không có hợp với tụi mình đâu. Hợp với thằng Mẫn là được rồi. Tôi cũng bị nó nhắc vào đây mà. Trời ơi. Quay. Bớt uống lại. Sao không nói gì đi. Thôi vô đi. Từ lớp 3 tôi nói chưa đủ hay sao giờ bắt tôi nói nữa. Mày cũng ba thằng khủng khiếp. Uống đi say gì vậy. Go. Trời ơi, quậy lên mấy đứa. Trời Hoàn đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Để anh mời bọn em. Vô. Vô, vô. Ý. Vào đây. Vô. 1, 2, 3. Vô. Thôi bọn em ngồi chơi nha. Anh đi có chút việc. Rồi. Bye. Bye. Bye.